chúng ta cùng đến với những diễn biến tiếp theo tại sự kiện boxing chuyên nghiệp diễn ra vào ngày 1 tháng 10. Đây là trận đấu của hai võ sĩ. Bên phía góc đài đỏ là Võ Hồng Đạt, võ sĩ của câu lạc bộ Sài Gòn Sport Club. Còn đối thủ của anh là Mau Fani, võ sĩ dày dặn kinh nghiệm người Indonesia với 14 lần thượng đài trong sự nghiệp. Đây là trận đấu nằm ở khuôn khổ sự kiện boxing chuyên nghiệp do câu lạc bộ SFC Sài Gòn Sport Club đứng ra tổ chức, với hy vọng sẽ phát triển cho các võ sĩ chuyên nghiệp của Việt Nam cọ sát, thi đấu giao lưu với các võ sĩ của nước ngoài. Cũng ở sự kiện này thì các võ sĩ khác của SFC như Trương Đình Hoàng, Nguyễn Ngọc Hải, Trịnh Thế Long cũng lần lượt thi đấu với các võ sĩ của Indonesia. Và trong thời gian tới, mình sẽ gửi tới mọi người thông tin cũng như hình ảnh về những trận đấu trên. Dồn góc này hơi khó quay. Như vậy là trận đấu giữa Võ Hồng Đạt và Mau Fani cũng đã kết thúc chóng vánh, với kết quả Võ Hồng Đạt giành chiến thắng RFC trước tay đấm của Indonesia. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian đón xem, và hy vọng mọi người sẽ thích những cái sản phẩm tới của Sao Thể Thao. Xin thành cảm ơn mọi người.